Hello, xin chào tất cả các bạn và các em. Chúng ta sẽ lại quay trở lại cái chuỗi đề số 07, chuỗi 20 câu lý thuyết hay sai phần Eteliput. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi cái chuỗi này của thầy. Bởi vì cái chuỗi này đó là một cái chuỗi phần lý thuyết hay sai phần Eteliput mà thầy muốn củng cố kiến thức cho tất cả các bạn và các em. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Chúng ta sẽ bắt đầu vào cái buổi học ngày hôm nay nhé. Câu số 1 ạ. Trieste của glycerol với axit béo có công thức thì tên gọi nó là gì? Trieste thì nó phải là gì ạ? Anh này là este acid stearic đúng không ạ? Acid stearic. Vậy thì chất béo của nó hay là trieste nó sẽ phải là C17H35 COO tất cả 3 lần C3H5, và tên gọi của nó sẽ là tri stearin. Được chưa? Tri-stearin. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 2. Công thức nào sau đây là công thức của chất béo không no? Công thức nào sau đây là công thức của chất béo không no? Thì chất béo nó phải là trieste đúng không? Của glycerol và các gốc axit béo. Thế thì trieste này của glycerol và các gốc axit béo A đúng. A còn có tên gọi là triolein. Các bạn nhớ nha. Tương tự B cũng đúng. B có tên gọi là tristearin. D cũng đúng, nó là tripalmitin. Còn C là sai, bởi vì cái anh CH3CO này nó không phải là axit. Nó không phải là axit béo. Cái gốc của nó không phải là gốc axit béo. Câu số 3. Glycerol là ancol có số nhóm hydroxyl OH là bao nhiêu? Thế mình viết công thức của glycerol ạ. C3H5 OH tất cả 3 lần. Đây là công thức của glycerol, vậy nó sẽ có 3 nhóm OH. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Câu số 4 ạ. Thủy phân hoàn toàn metin propionate. Propionate C2H5 COO CH3 metin propionate trong dung dịch NaOH dư thì mình sẽ thu được là C2H5 COONa cộng với CH3OH. Vậy mình sẽ có sản phẩm tạo thành là CH5COONa và CH3OH. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bỏ. Câu số 5. Hợp chất X có công thức cấu tạo. Tên gọi của X là. Đấy, chúng ta lưu ý ạ. Đấy, cái cách viết này là cách viết cổ xưa. Rất nhiều bạn bị nhầm. Chúng ta có thể viết đổi lại là đây. CH3OOC C2H5. Hay viết thuận lại. Nó chính là C2H5 COO CH3. Tên là metin propionate. Ok nhé. Metin propionate. Đáp án đúng là đáp án B bỏ. Câu số 6. Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế xà phòng? Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế xà phòng? Thì điều chế xà phòng thì mình có thể là, đầu tiên mình phải nắm được định nghĩa của xà phòng là gì. Thì xà phòng là muối, natri hoặc kali của axit béo nhé. Muối, natri hoặc kali của axit béo. Vậy mình sẽ có là đun nóng axit béo dung dịch kiềm thì mình cũng thu được muối natri hoặc kali của nó này. Và đun nóng chất béo với dung dịch kiềm cũng vậy, thực hiện phản ứng thủy phân cũng vậy. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Cả A và B thì đều đúng. Câu số 7. Đối với phản ứng este hóa, yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng? Thì chúng ta lưu ý rằng là este hóa là phản ứng thuận nghịch hai chiều, thì nó sẽ chịu ảnh hưởng của yếu tố nhiệt độ, được chưa? Của nồng độ, được chưa? Của chất xúc tác, đúng chưa? Vậy nó sẽ bị chịu ảnh hưởng của 1, 3 và 4. Bản chất của các chất phản ứng. Các chất phản ứng thì bản chất của nó thì chắc chắn là nó bị là este hóa rồi, đúng không? Thế vì vậy nên câu 7 chúng ta là đáp án đúng là đáp án D. Câu số 8. Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường kiềm tạo thành hai mối hữu cơ? Thế thì để mà tất cả mình nhìn thấy đáp án A, B, C, D này của mình nó đều là este đơn chức. Thì để mà anh este đơn chức ấy, mà thủy phân trong môi trường kiềm ấy, mà tạo thành hai mối hữu cơ ấy, thì khi và chỉ khi nó phải là este của phenol. Các bạn nhớ chưa? Nó phải là este của phenol. Và este của phenol thì nó sẽ có dạng là RCOO này, C6H4R phẩy này, được chưa? Và ta nhìn thấy rằng là trong tất cả các đáp án A, B, C, D thì mình chỉ thấy có một đáp án đúng rồi, đó là đáp án B bỏ. Đúng không ạ? Đây, thủy phân trong môi trường kiềm NaOH
thì mình sẽ thu được là CH2 nối đôi CH CH2 COONa cộng với lại C6H5 ONa cộng với lại H2O, đúng chưa? Vậy câu 8 đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B các bạn nhá. Câu 9, đặc điểm của phản ứng ST hóa là gì? Thì các bạn lưu ý cho thầy là đặc điểm của phản ứng ST hóa thì nó là một cái phản ứng thuận nghịch, đúng chưa? Cần đun nóng và có H2O đậm đặc làm chất xúc tác. Thuận nghịch này, cần đun nóng. Vậy thuận nghịch cần đun nóng là C, thuận nghịch này, cần đun nóng này, H2O đậm đặc làm xúc tác. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C nhá. Câu số 10, một câu các nhận định đúng sai. Câu này các bạn hay sợ nhiều nhất. Cho các nhận định sau. Số nhận định đúng là chất béo là trieste của glycerol với các acid monocarboxylic có mạch carbon dài và không phân nhánh. Thì cái ý 10 này này thì mình sẽ có rằng là ý 1 là sai. Bởi vì chất béo nó phải là trieste của glycerol với các acid monocarboxylic có số nguyên tử carbon chẵn được ạ. Nó phải có khoảng. Lipid gồm các chất béo sáp, steroid, phospholipid, chính xác. Chất béo là chất lỏng, sai, nó có chất béo lỏng và chất béo rắn. Chất béo chứa các gốc axit không no, thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường và được gọi là dầu, cái này đúng, chính xác. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch, sai, nó phản ứng hoàn toàn. Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động thực vật, chính xác. Vậy mình sẽ có là 2, 4, 6. 2, 4, 6 đúng. Vậy mình sẽ có là 3 phát biểu đúng nhá. Đáp án đúng là đáp án D. Đây câu số 10. Câu số 11. Để điều chế este của phenol thì ta có thể sử dụng phản ứng. Cái câu này câu giảm tải. Cái câu này câu giảm tải, nhưng mà nó lại rất dễ có ở bên trong cái đề thi đánh giá năng lực cũng như đánh giá tư duy của các em. Các em cần phải lưu ý. Thì để điều chế este của phenol thì mình có thể dùng phản ứng giữa phenol với anhydride acid nhá. Anhydride acid, được chưa? Vậy câu 11 của chúng ta là nó có thể sử dụng là anhydride acid hoặc cũng có thể là sử dụng là halogen dual acid, nên đáp án đúng là đáp án D. Câu 12. Cho các nhận định sau. Câu 12 cho các nhận định sau. Số nhận định đúng. Chất béo thuộc loại hợp chất este, đúng rồi, chất béo nó là trieste mà. Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động thực vật. Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động vật. Đúng rồi. Đun nóng chất béo lỏng với hydro có xúc tác niken thì thu được chất béo rắn, chính xác. Chất béo có chứa gốc axit không no, thường là chất béo lỏng ở nhiệt độ thường và gọi là dầu, đúng nốt nhỉ. Chất béo mà chứa gốc axit không no thường là chất béo lỏng ở nhiệt độ thường và gọi là dầu, chính xác. Ôi cô này dã man thế. Câu này dã man phết. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm, phản ứng thuận nghịch, sai, phản ứng hoàn toàn. Vậy mình có 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 nhận định đúng. D. Câu 13. Phát biểu nào sau đây là sai? Mỡ bò, mỡ cừu, dầu dừa hoặc dầu cọ có thể dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng. Đúng. Thủy phân metin acetat thu được ancol metilic. CH3COOCH3 đúng, thu được ancol metilic, bởi đuôi nó là đuôi OCH3. Metin acrylat không làm mất màu dung dịch brom. Nghe sai sai rồi. C nối đuôi C đây này. Mất màu, sai là C. Câu 14 đó. STX có công thức cấu tạo là thủy phân hoàn toàn X trong dịch náo mắt đun nóng thì sản phẩm thu được gồm gì? Bây giờ phải viết ra thôi. STX đấy. CH3COO CH2 CH2 OOC CH nối đôi CH2. Thu được CH3 COONa. Thu được CH2 CH2 OH OH và thu được CH2 CH COONa. Vậy mình sẽ thu được hai muối và một ancol. Hai muối và một ancol. Hai muối và một ancol. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 15 ạ. Cho glycerin trioleate hay là triolein C17 H33 COO tất cả 3 lần C3H5. Thì anh này có nối đôi CC này. Lần lượt vào ống nghiệm riêng biệt, không phản ứng với natri, không phản ứng với COH 2 lần, không phản ứng với CH3OH, nhưng chắc chắn tác dụng với brom và NaOH. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, phản ứng với 2 nhá. Câu 16.
Mệnh đề không đúng là Ethanol đơn chức mạch hở có công thức tổng quát là CnH2nO2. N lớn bằng 2, chính xác. Câu 17, thông thường thì các este ở thể lỏng nhẹ hơn nước và rất ít tan trong nước, cũng đúng. Thủy phân este trong môi trường axit thì luôn thu được là sai. Axit carboxylic là đúng nhưng có thể thu được anhít hoặc ceton hoặc ancol. Sai là C. Câu 17 ạ. Cho dãy chuyển hóa sau C6H12O6 thì nó là glucose, enzyme thì tạo thành C2H6O, nó chính là CH5OH. Oxy thì nó sẽ tạo thành axit là CH3COH. CH3COH mà cộng với Y là CH5OH thì nó sẽ tạo thành là CH3COOC2H5. Etin acetat. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C, etin acetat. Đấy, bắt đầu sang những câu khó khó rồi đấy ạ. Câu 18 ạ. Những câu này khá là khó. Những câu này, những câu phần lý thuyết khó của ST, nó cũng rơi là phần lý thuyết khó của trong cái đề thi trung học thông quốc gia, nên các bạn cần phải hết sức chú ý ở trong những đoạn như này. Ở đây mình có là câu số 18 là STX có đặc điểm sau: đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và nước có số mol bằng nhau. Các em lưu ý nhá, số mol bằng nhau thì ngay lập tức mình sẽ suy ra nó là ST no đơn hở. No đơn. Công thức tổng quát nó là CnH2NO2. Thủy phân X trong môi trường axit. Đây chất X. Thủy phân trong môi trường axit. Thu được chất Y tham gia phản ứng tráng gương. Và chất Z có số nguyên tử carbon bằng một nửa số nguyên tử carbon trong X. Z có số carbon bằng một nửa carbon trong X. Z này, số carbon này, bằng nửa số carbon trong X. Z có số carbon bằng nửa carbon trong X nhé. Thế mà carbon của Y cộng carbon của Z thì lại bằng carbon của X. Carbon của Y cộng carbon của Z thì lại chính bằng carbon của X. Mà carbon của Z thì lại bằng 1 phần 2 lần carbon của X. Vậy điều này suy ra là carbon của Y bằng carbon của Z và chỉ bằng 1 phần 2 lần carbon của X. Được chưa? Vậy điều này nó dẫn đến một điều gì? Điều này nó dẫn đến một điều gì? Điều này nó dẫn đến một điều, đó là ở cái câu số 18 này này thì do X lại còn là no đơn hở nữa, nên Y chỉ có thể là anh axit mà chán được gương là HCOOH. Vậy anh Z này chỉ có một carbon, vậy nó chỉ có thể là CH3OH. Và từ đó suy ra anh X nó sẽ là HCOOCH3. Được chưa? Nếu đốt cháy một mol X thì mình sẽ sinh ra CO2 là 2 mol và H2O là 2 mol. À đúng. Đun Z với H24 đặc thì không thu được anken. Thằng này đun H24 đặc không thu được anken, để điều kiện thu được anken nó phải lớn bằng 2 carbon cơ. Vì vậy nên không đúng là B. Nhá. Không đúng là B. Bởi vì là đun nóng thằng Z với dung dịch H24 đặc thì nó không thu được anken. Chất Y tan vô hạn trong nước. Đúng. Chất X thuộc loại ethanol đơn chức, chính xác. Được chưa? Vậy phát biểu B là phát biểu không đúng. Câu 19. Câu 19 ạ. Tiến hành thí nghiệm sau: cho cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 5 gram mỡ lợn, 10 ml dung dịch NaOH. Chưa hiện tượng gì xảy ra, vẫn phân lớp. Ở bước 1 nếu thay mỡ lợn bằng dầu nhớt thì hiện tượng thí nghiệm sau bước 3 vẫn xảy ra không ạ? Nếu mà thay bằng dầu nhớt thì không xảy ra, bởi vì là dầu nhớt không bị thủy phân, mỡ lợn mới bị thủy phân. Đun sôi nhẹ lúc này mới xảy ra phản ứng xà phòng hóa này. Đun sôi nhẹ lúc này xảy ra phản ứng xà phòng hóa này. Liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích không đổi. Để nguội hỗn hợp. Thế lúc này là thủy phân xảy ra, xà phòng hóa xảy ra hoàn toàn này. Rót thêm hỗn hợp 15 đến 20 ml NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ để yên hỗn hợp. Để yên hỗn hợp. Sau bước 3 thấy có lớp chất rắn màu trắng chứa muối natri của axit béo nổi lên, chính xác. Vai trò dung dịch NaCl bão hòa ở bước 3 là để tách muối natri của axit béo ra khỏi hỗn hợp, chính xác. Ở bước 2 nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra, chính xác. Trong công nghiệp, phản ứng ở thí nghiệm trên được ứng dụng để sản xuất xà phòng và glycerol. Quá chính xác. Vậy mình sẽ có A, B, C, E là đúng nhá. A, B, C, E là đúng, vậy mình sẽ có 4 nhận định đúng. Đáp án đúng là đáp án A. Đáp án đúng là đáp án A. Quá dễ.
Câu 20 ạ, câu cuối cùng của buổi ngày hôm nay. Câu 20, câu cuối cùng của ngày hôm nay. Các bạn cùng lưu ý nhé, đây cũng là một câu rất là khó. Được không ạ? Chất hữu cơ E có công thức phân tử là C9H8O4. C9H8O4. Thì mình sẽ suy thế này. H8O4. Mà tác dụng ăn 3 là AOH. Mà sinh ra nước. Vậy suy ra nó là este của phenol rồi. Từ cái thằng số 2 thì suy ra thằng Z nó là axit. Đúng không ạ? Z là axit mà trắng được bạc, vậy suy ra Z chỉ có thể là HCOOH. Đúng không? Bởi vì đây mình nhìn Z là axit nhưng Z lại trắng được hương. Và T nó sẽ là NH4 hai lần CO3. Đấy, Z là axit. Vậy thì ngay tức mình suy ra thằng X nó sẽ là HCONA. Thằng X chúng ta sẽ là HCONA. Được chưa? Vậy thằng E của chúng ta nó là este của phenol. E là este phenol. Và do X nó là HCONA nên suy ra E cũng phải có hai chức, phải có hai nhóm HCO. Hai nhóm HCOO. Được chưa? Phải có hai nhóm HCO. Vậy thì suy ra E chúng ta chỉ có thể và có một trường hợp thôi. HCOO này. C6H4 này. CH2 này. OOCH xem đủ 9 chưa? 1 2 3 cộng 6 là 9. Đúng chưa? 9 nhá. Thế thì anh E này nó sẽ có 3 vị trí. Octo này, meta này, para này. Vậy là nó sẽ có 3. 3 thành phần, 3 công thức cấu tạo phù hợp. Ok chưa? Chất T này, đây, tác dụng được với HCl và NaOH. Chính xác, thằng T này thằng có tính lưỡng tính, tác dụng được với cả HCl và NaOH. Chất E. Đây, chất E đây. Tráng hương, đúng chính xác, đầu HCO tráng hương. X HCONA tráng hương, chính xác. Dung dịch Y. Y tác dụng được với khí CO2. Dung dịch Y chúng ta nó sẽ là anh NaO này, C6H4 này, CH2OH này. Đây không phải là Y, à đây là Y. Đúng rồi, Y này thì có tác dụng được với khí CO2 nhỉ? Y này có tác dụng được với khí CO2 nhá. Y có tác dụng với khí CO2. Bởi vì đây là este phenol này, tác dụng được với CO2. Bởi vì CO2 là axit nó mạnh hơn thằng phenol. Nên D đúng. E chất F là hợp chất hữu cơ tạp chức. Đây ra thực F. HOC6H4CH2OH. Đúng là tạp chức. Thằng này là tạp chức bởi vì nó chứa chức ancol và chức phenol. Vậy đúng hết. A, B, C, D, E đúng hết. Đấy, 5 phát biểu đều đúng. Đáp án đúng là đáp án B các em nhé. Rất dễ. Ok ạ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cái buổi học ngày hôm nay cùng với thầy. Chúng ta cố gắng học liên tục để chúng ta làm sao chúng ta thật khủng cái phần este lipid, bởi vì phần este lipid là phần nền tảng. Các bạn nào mà muốn tham khảo các khóa học của thầy thì vui lòng inbox cho fanpage để có thể vào học lớp thầy sớm nhất để học được những kiến thức nền tảng và những kiến thức nâng cao phục vụ cho kỳ thi Trung học thông quốc gia. Ok ạ. Cảm ơn tất cả các bạn và các em. Bye bye. Chào tạm biệt.